Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 8 sách Cánh Diều, bài 2 phần bài tập. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 8 sách Cánh Diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trước hết là các em làm bài tập số 1, thực hiện phép tính. Câu E. Chúng ta có phép nhân đơn thức với một đa thức. Thì dạng tổng quát của phép nhân này như sau. Ta có đơn thức A nhân với đa thức B cộng C. Thì các em sẽ lấy A này nhân với B trước này. Rồi sau đó cộng với A này nhân với C. Cộng với A nhân với C, được chưa? Phát biểu thành lời thì nó rất là dài dòng. Các em chỉ cần thuộc cái dạng tổng quát này là được. Rồi cụ thể ở đây, đây chính là A này, được chưa? Còn trong cái đa thức này, không những có B, có C mà còn có cả D nữa. Thì các em cứ nhân lần lượt thôi, sau đó các em cộng các kết quả lại. Trước hết là âm XY, âm XY, các em nhân lần lượt nha, cứ nhân lần lượt, sau đó cộng các kết quả lại. Nhân với âm 2x bình phương y. Chúng ta nhớ là nhân cả dấu nha. Âm 2x bình phương y. Rồi tiếp tục. Cộng với âm xy là nhân với 3xy. Nhân với 3xy. Rồi tiếp theo. Âm xy nhân với âm 7x. Các em nhớ là âm 7x nha, chứ không phải là 7x. Được chưa? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân giữa đơn thức với đơn thức. Nhân đơn thức với đơn thức thì các em chỉ việc lấy hệ số nhân với hệ số. Phần biến nhân với phần biến. Hệ số ở đây là âm 1. Phần biến mà không có số đằng trước thì các em hiểu là 1. Nếu cộng thì là cộng 1, còn nếu trừ là trừ 1, được chưa? Hệ số ở đây là âm 1 này. Hệ số ở đây là âm 2 này. Âm 1 nhân với âm 2 thì bằng dương 2. Rồi, phần biến nhân với phần biến. Phần biến thì các em lấy biến x nhân với biến x. X nhân với x mũ 2 bằng x mũ 1 cộng 2, tức là x mũ 3. Biến y nhân với biến y, ở đây là y mũ 1 nhân với y mũ 1 bằng y mũ 2. Rồi tiếp theo ở chỗ này, âm 1 này, hệ số ở đây là âm 1 này, nhân với 3 bằng âm 3. Phần biến nhân phần biến, biến x nhân biến x. X nhân x bằng x mũ 2. Y nhân y bằng y mũ 2. Rồi chỗ này. Hệ số nhân hệ số. Âm 1 nhân âm 7 bằng dương 7. Phần biến nhân phần biến. X nhân x bằng x mũ 2. Rồi y các em giữ nguyên. Thì đây chính là kết quả cuối cùng. Được chưa? Cái đa thức này nó không có không có hai đơn thức nào hoặc là ba đơn thức nào đồng dạng với nhau. Thì cái đa thức này đã được thu gọn. Tiếp theo là câu B. 1 phần 6 x bình phương y bình phương nhân với đa thức. Các em làm tương tự. Các em lấy đơn thức này nhân với lần lượt các đơn thức ở bên trong dấu ngoặc. 1 phần 6 x bình phương y bình phương chúng ta nhân với đơn thức âm 0,3 x bình phương y. Tiếp theo là chúng ta cộng với
1 phần 6 x bình phương y bình phương. Bây giờ chúng ta nhân với đơn thức này. Nhân với âm 0,4 xy. Rồi cộng tiếp 1 phần 6 x bình phương y bình phương. Bây giờ chúng ta nhân với 1. Nhân với 1 thì chúng ta viết luôn là bằng 1 phần 6 x bình phương y bình phương. Hệ số nhân hệ số 1 phần 6 nhân âm 0,3. Âm 0,3 thì các em viết thành là âm 3 phần 10. 1 phần 6 nhân với âm 3 phần 10 thì bằng âm 1 phần 20. Biến x nhân với biến x. X mũ 2 nhân x mũ 2 bằng x mũ 4. Biến y nhân với biến y. Y mũ 2 nhân y bằng y mũ 3. Rồi chỗ này. Âm 0,4 thì các em viết là âm 4 phần 10. Hệ số nhân hệ số 1 phần 6 nhân với âm 4 phần 10 thì bằng âm 1 phần 15. Biến x nhân với biến x. X mũ 2 nhân x mũ 1 bằng x mũ 3. Y mũ 2 nhân y mũ 1 bằng y mũ 3. Cộng với 1 phần 6. X bình phương y bình phương. Rồi đây là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là các em sang câu C. Nhân đa thức với đa thức thì chúng ta có dạng tổng quát như sau. Đa thức A cộng B nhân với đa thức C cộng D thì chúng ta sẽ nhân như sau. Các em lấy A này nhân với đa thức thứ hai này cộng với B này nhân với đa thức thứ hai. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nhân đơn thức với đa thức thì chúng ta vừa học ở phần trên rồi, đúng không? Chúng ta vừa ôn lại ở phần trên rồi. Như vậy ở đây sẽ bằng x này nhân với đa thức thứ hai này cộng với y này nhân với đa thức thứ hai này. Rồi, bây giờ thì các em cứ hồn nhiên các em nhân vào thôi. Khi các em làm quen rồi thì chúng ta không cần phải viết lại là x nhân x mũ 2. Mà chúng ta tính luôn bằng bao nhiêu. Được chưa? X nhân x mũ 2 tức là x mũ 1 này nhân x mũ 2 bằng x mũ 3. X nhân với 2 xy thì hệ số này 1 nhân 2 bằng 2 này. Biến x nhân với biến x này. X mũ 1 nhân x mũ 1 bằng x mũ 2 này. Rồi nhân với y này. Tiếp tục ta có x nhân với y mũ 2 thì bằng xy mũ 2. Đến đây. Kem lấy y này nhân với x mũ 2 thì bằng yx mũ 2. Yx mũ 2 kem áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Kem viết lại là x mũ 2y. Viết lại là x mũ 2y. Yx mũ 2 ta viết lại là x mũ 2y cho nó đồng dạng với đơn thức này. Để tí nữa chúng ta thu gọn cho nó dễ. Tiếp tục này. Y nhân với 2xy. Được chưa? Y nhân với 2xy. Hệ số là 1 nhân 2 bằng 2. Rồi, x. Y mũ 1 nhân y mũ 1 bằng y mũ 2. Rồi tiếp theo là y mũ 1 nhân y mũ 2 bằng y mũ 3. Đến đây thì chúng ta thấy cái đa thức này nó chưa được thu gọn bởi vì nó có các đơn thức đồng dạng với nhau. Cụ thể là 2x bình phương y và x bình phương y đồng dạng với nhau. Đúng không? Xy bình phương và 2xy bình phương đồng dạng với nhau. Như vậy, những đơn thức đồng dạng với nhau thì chúng ta phải nhóm vào một nhóm. 2x bình phương y và x bình phương y đồng dạng với nhau. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Chúng ta nhớ lại một chút. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức đều có hệ số khác không và phần biến giống nhau. Được chưa? Hai cái đơn thức này
đều có hệ số khác không và phần biến là x bình phương y giống nhau. Tiếp theo, xy bình phương đồng dạng với 2xy bình phương, chúng ta nhóm vào một nhóm rồi cộng với y mũ 3. X mũ 3. Rồi tiếp theo, hệ số cộng với hệ số. Phần biến mà nó không có số đằng trước thì các em hiểu là hệ số là 1. 2 cộng 1 bằng 3. 3x bình phương y. Rồi chỗ này là 1 này cộng 2 bằng 3. 3xy bình phương cộng với y mũ 3. Rồi đây mới chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là các em sang câu D. Chúng ta có phép nhân đa thức với đa thức. Các em làm tương tự như câu C. Trước hết là các em lấy x nè, nhân với đa thức thứ hai nè. Ở đây là dấu trừ thì các em viết là dấu trừ nha. Trừ đi y này, nhân với đa thức thứ hai này. Hoặc các em viết là cộng với âm y nhân với đa thức thứ hai cũng được. X nhân x mũ 2 thì bằng x mũ 3. X nhân với âm 2xy thì bằng âm 2 này. Hệ số là 1 nhân âm 2 bằng âm 2. X nhân x bằng x mũ 2, y giữ nguyên. X nhân với y bình phương thì bằng x y bình phương. X này, y bình phương. Rồi, trừ đi y x mũ 2. Y x mũ 2 thì các em sẽ viết ngược lại là trừ đi x mũ 2 y. Áp dụng tính chất giao hoán, ta viết ngược lại là trừ đi x mũ 2 y. X mũ 2 viết trước, được chưa? Để cho nó đồng dạng với cái đơn thức này. Tí nữa chúng ta thu gọn cho nó dễ. Rồi, trừ đi y nhân với âm 2xy. Hệ số là âm 1 nhân âm 2 bằng dương 2. Phần biến là x giữ nguyên này. Còn y thì các em lấy y nhân y bằng y mũ 2 này. Tiếp theo là trừ đi y nhân y mũ 2 thì bằng trừ y mũ 3. Bằng x mũ 3. Âm 2x bình phương y đồng dạng với âm x bình phương y. Chúng ta nhóm vào một nhóm. Xy bình phương đồng dạng với 2xy bình phương. Chúng ta nhóm vào một nhóm. Trừ đi y mũ 3. Rồi bằng x mũ 3. Âm 2 trừ đi mấy? À trừ đi 1 bằng âm 3. Âm 3x bình phương y. 1 cộng 2 bằng 3. 3xy bình phương trừ đi y mũ 3. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, thực hiện phép tính. Câu A. Chúng ta có phép chia đơn thức cho đơn thức. Chúng ta nhớ lại cách chia một đơn thức cho một đơn thức. Ta lấy hệ số chia cho hệ số, phần biến chia cho phần biến, rồi nhân các kết quả lại với nhau. Trước hết là hệ số là 39 chia 13. Phần biến là x mũ 5 y mũ 7 chia cho x mũ 2 y. Được chưa? Các em đặt dấu nhân ở giữa hai cái nhóm này, thể hiện là chúng ta nhân các kết quả lại với nhau. 39 chia cho 13 thì ai cũng nhẩm được là bằng 3, đúng không? Rồi, ở chỗ này, các em lấy lũy thừa của biến x chia cho lũy thừa của biến x, lũy thừa của biến y chia cho lũy thừa của biến y, rồi nhân các kết quả lại với nhau. X mũ 5 chia x mũ 2 bằng x mũ 5 trừ 2, tức là bằng x mũ 3. Y mũ 7 chia cho y. Y mũ 7 chia cho y tức là y mũ 7 chia cho y mũ 1 thì bằng y mũ 7 trừ 1, tức là bằng y mũ 6. Rồi đây là kết quả cuối cùng.
Câu B. Chúng ta có phép chia đa thức cho một đơn thức. Rồi, chúng ta lấy từng đơn thức của cái đa thức này chia cho cái đơn thức này. Rồi cộng các kết quả lại với nhau. Các em đã hình dung được cách chia chưa? Trước hết là x bình phương y bình phương này chia cho cái đơn thức này. Sau đó cộng với 1 phần 6 x mũ 3 y mũ 2. Chia cho cái đơn thức này. Ở đây là dấu trừ thì các em viết là trừ này. Trừ đi x mũ 5 y mũ 4. Chia cho cái đơn thức này. Rồi đến đây thì các em chỉ việc tính. Các em chỉ việc tính chia đơn thức cho đơn thức. Cách tính chúng ta làm như câu E. Trước hết là hệ số chia hệ số. Rồi cái đơn thức này nó không có số ở đằng trước thì các em hiểu là hệ số là 1. Được chưa? Hệ số là 1. Ta lấy hệ số chia hệ số, tức là 1 chia cho 1 phần 2 bằng 2. Rồi tiếp theo là biến x chia cho biến x. X mũ 2 chia cho x mũ 1 bằng x mũ 1. Y mũ 2 chia cho y mũ 2 bằng 1. 1 thì các em không cần phải viết. Tiếp tục cộng với này. Hệ số chia hệ số, 1 phần 6 chia cho 1 phần 2 thì bằng 1 phần 3. X mũ 3 chia cho x mũ 1 bằng x mũ 2. Y mũ 2 chia cho y mũ 2 bằng 1. Rồi tiếp theo là các em lấy hệ số chia hệ số. Hệ số ở đây thì các em có thể hiểu là âm 1 nha. Hoặc là các em viết dấu trừ đằng trước. Các em lấy 1 chia cho 1 phần 2 bằng 2. Như vậy ta trừ đi 2. X mũ 5 chia cho x bằng x mũ 4. Y mũ 4 chia cho y mũ 2 bằng y mũ 2. Rồi đây là kết quả cuối cùng. Rồi như vậy là video hôm nay đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp phần sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.